Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Nhân Laptop Bàn Trọn Đời. Trong cái video ngày hôm nay chúng ta sẽ đi trải nghiệm một cái dòng máy trạm có thể nói là mỏng nhẹ nhất ở thị trường. Đó là dòng Dell Precision 5530. Đặc biệt là với cái phiên bản rất là mạnh Core i9 với 6 nhân và 12 luồng. Nghĩa là cái CPU này là CPU siêu phân luồng. RAM 32GB, ổ cứng SSD NVMe lên tới 1TB. Tha hồ mà mình lưu trữ. Một cái điều đặc biệt nữa là với cái độ phân giải màn hình tới 4K và có cảm ứng thì rất là thuận tiện. Đặc biệt là những anh chị mà xài thiết kế thì nó rất là phù hợp, rất là đỡ hại mắt khi mà chúng ta ngồi ở một cái thời gian làm việc máy tính dài. Nó sẽ rất là đỡ cho đôi mắt của mình. Như chúng ta cũng biết thì đối với những cái dòng máy trạm thì hầu như là những anh em về kỹ thuật rất là ưu chuộng các dòng Dell và HP. Dĩ nhiên là Dell có phần chiếm ưu thế hơn. Với cái cấu hình khủng như vậy thì chắc chắn mọi người sẽ nghĩ là cái giá nó cũng rất là cao. Tuy nhiên là với tầm hơn 30 triệu để chúng ta sở hữu được một chiếc máy trạm vừa có thể nói là rất là mạnh và thời trang, chỉ có tầm khoảng một ký mấy thôi, mọi người thấy rất là mỏng nhẹ. Nếu mà chúng ta nhìn bình thường cứ nghĩ đây là một cái dòng Dell XPS hay là những cái dòng máy chỉ phục vụ cho cái nhu cầu về văn phòng thôi, rất là thời trang. Tuy nhiên đây chính là một chiếc máy có thể nói là rất là mạnh. Sau đây chúng ta sẽ đi trải nghiệm từng cái chi tiết của chiếc máy này và cho mọi người trải nghiệm cái phần hiệu năng với những cái phần mềm giả lập về đồ họa để mình xem coi nó có phù hợp với nhu cầu của mình hay không. Dĩ nhiên là với những cái anh em mà bên lĩnh vực về kỹ thuật, ví dụ như là kỹ sư nè, kỹ sư xây dựng nè, hay là kiến trúc sư thì cần một chiếc máy, như các video trước mình cũng có nói là nên mua những chiếc máy mà có card đồ họa là Nvidia hoặc Pro, thì nó khác với những cái dòng máy gaming có cái card GTX hay là RTX. Cái này là một cái điều hết sức là lưu ý nếu mà anh em mua để phục vụ cho cái nhu cầu về đồ họa kỹ thuật. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chúng ta đi trải nghiệm chiếc Dell Precision 5530 có cấu hình rất là khủng này. Như thường lệ thì chúng ta sẽ đi xem cái thiết kế bên ngoài. Nếu mà nhìn sơ bên ngoài thì chúng ta cứ nghĩ đây là chiếc Dell XPS hay là một cái chiếc máy thời trang dành cho doanh nhân. Tuy nhiên đây là một cái chiếc máy trạm rất là mạnh, được các anh em về sử dụng về lĩnh vực về kỹ thuật hay là kiến trúc sư xài rất là nhiều, đặc biệt là các bạn nữ. Vẫn như thường lệ thì chúng ta thấy là bên trong đây là tráng một cái lớp carbon. Thì lần trước mình cũng có hướng dẫn chỉ cho mọi người cái cách bảo quản, chúng ta có thể sử dụng những chiếc khăn ướt để mà chúng ta lau cái mặt này nè, khoảng một tuần chúng ta lau một lần. Một cái điều đáng tiếc ở trên chiếc bàn phím này đó chính là không có cái bàn phím số phía bên tay phải. Chúng ta thấy đối với những anh chị các bạn mà sử dụng bên lĩnh vực về đồ họa thiết kế thì rất là hay thay đổi giao diện mấy cái layout. Tuy nhiên là cái bàn phím ta thấy là không có cái bàn phím số, nó cũng hơi là một cái bị điểm trừ trong cái vấn đề về bàn phím. Còn cái bàn phím thì không có gì mà đáng chê trách, rất là độ nảy cao, mình gõ có cảm giác là rất là sướng. Một cái điểm nổi bật ở cái máy này đó là cái màn hình. Thì màn hình thì tới tận 4K lận, cho nên chúng ta thấy là rất là sắc nét. Chúng ta khởi động lại thử. Cấu hình rất là khủng. Sẵn mình chép một cái phần mềm Cinebench để khỏi tải về. Mình sẽ trải nghiệm thấy rất là nhanh nhạy.
Do là các video lần trước thì mình cũng có tháo ra cho mọi người xem chiếc bên trong của chiếc Dell Precision 5530 này rồi. Cho nên mình chỉ test phần mềm cho ra những cái chỉ số về hiệu năng. Bên cạnh đó thì với cái cấu hình Core i9, RAM tới 32GB và cứng SSD NVMe 1TB thì thực ra nói là cái chiếc máy này không cần phải nâng cấp gì nữa. Chúng ta thấy là Intel Core i9 8950HK với 6 nhân và 12 luồng. Cái xung nhiệt của nó là 2.9. Khi mà tục boost lên thì nó khoảng 4.3, một cái chỉ số về xung nhiệt rất là cao. Chúng ta thấy là quạt Pro B2000 thì rất là mạnh. Bây giờ mình đang test cái GPU. Trong khi mà chờ đợi chạy thì mình test cho mọi người xem luôn cái chiếc máy này sản xuất năm nào, bảo hành ở khu vực nào luôn. Thì đây có phần check nè, bảo hành Dell. Lần trước mình cũng chỉ cho mọi người lấy cái serial number của máy rồi. WMID nè, BIOS, Get, Serial Number. Mình copy cho nó dễ, cho nó chính xác. GM10XT2. Thì ở đây nó có cái thông tin bảo hành nè. Chiếc máy này sản xuất năm 2019. Mặc dù chip chúng ta thấy là cái card rất là mạnh, đứng thứ nhất luôn. Chỉ số FPS rất là cao đối với một cái card đồ họa là card quạt Pro. Thì như mấy lần trước mình có nói là với cái card quạt Pro nó giống như vận động viên điền kinh mà chạy đường dài. Còn card GTX và RTX là một vận động viên về tốc độ. Cho nên là nó thích hợp để những người chơi game. Còn xài đồ họa thì mình xài quạt Pro nó sẽ rất là trâu bò. Mình test luôn cái CPU cho mọi người xem cái chỉ số quét với 6 nhân và 12 luồng thì mình cho quét thử ở cái chỉ số CPU ra nhiêu. Có thể là rất là nhanh. Quay lại cho mọi người xem cái phần bảo hành thì 2019 nè. Đây cái khu vực là Mỹ, United States. Cái thời hạn hết bảo hành là 29 tháng 3 năm 2022. Tuy nhiên là chiếc máy này nếu mà mình mua thì mình sẽ được bảo hành 6 tháng 1 đến 1 trong 30 ngày tại cửa hàng Nhân Laptop Bền Trọn Đời. Chúng ta có thể mua cái gói bảo hành 12 tháng thì như một chiếc máy mới. Tại những chiếc máy mà nhập khẩu này nó rất là bền, đã rất là thịnh hành trên thị trường rồi. Về linh kiện thay thế thì mọi người cũng yên tâm. Chúng ta thấy cái card quạt Pro á, nãy test nó đứng hàng thứ nhất luôn nè. Quạt Pro B2000 rất là cao. Tại vì chơi game thì mình mua mấy cái card GTX hay là RTX thì nó chạy hỗn hơn. Giống như kiểu đánh nhau thì nó sẽ nhanh hơn. Còn những card này nó chạy không phải là tốc độ, tuy nhiên là nó cứ làm việc hoài. Bởi vì nó như là vận động viên chạy bền mà. Đó, chỉ số CB cũng rất là cao, 522, mọi người thấy không? Rất là cao. Mong là với những cái trải nghiệm này thì chúng ta thấy là mình sẽ có nhiều cái thông tin để mà mình lựa chọn mua chiếc máy mà cho nó phù hợp. Cảm ơn mọi người. Mong là với cái trải nghiệm ngắn vừa rồi thì mình sẽ có thêm nhiều thông tin để mua cho mình một chiếc máy mà nó phục vụ đúng nhu cầu nhất. Thực ra thì muốn chia sẻ với mọi người rất là nhiều thông tin. Tuy nhiên là cái thời lượng video nó cũng có hạn, làm cho mọi người hơi nhàm chán. Nếu mà chúng ta cần thêm thông tin hoặc là hỗ trợ thì có thể gọi vào số hotline hoặc là ghé trực tiếp cửa hàng để mình cài những phần mềm, những ứng dụng coi nó đáp ứng được cái nhu cầu mình hay không. Đến đây thì cảm ơn mọi người đã xem video. Mọi người nhớ là đừng quên like và đăng ký kênh YouTube của Nhân Laptop Bền Trọn Đời.
để theo dõi những cái video đó nữa. Xin chào và hẹn mọi người những video tiếp theo.